Hello cả nhà, hôm nay Hương sẽ xào miếng xào Hàn Quốc cho mọi người. Nguyên liệu gồm có tiêu, nước tương, tỏi băm, đường, mè, muối. Ở đây có một củ cà rốt, 4 nắm đông cô, cải thảo, hành lá, hai quả trứng gà với lại tôm. Tôm mình lột vỏ, rửa sạch rồi, bây giờ bắt đầu chế biến nha mọi người. Cho miếng đường, nước tương, mè, tỏi băm, tiêu, muối, thảo điều, để đây. Đi bắt nước lên. Ở trong khi chờ đợi nước sôi, giờ mình sẽ đập hai quả trứng. Cho một miếng tiêu, thấy điều giờ bắt cái chảo lên chiên trứng. Để đây nha. Cải thảo vô được nhau rồi. Cải thảo, trứng. Bây giờ bắt đầu nấu nước luộc miếng. Lấy nắp đậy lại và mình thôi dầu cho con đổi con Hãy
Củ cà rốt sắc, cà rốt nó cứng, đây cho đây cho xào trước. Đi ngâm đường buồn. Còn lá thì để sau. Rồi, nước xoài
xoài vẻ trong nhé. Này cho tổng các bạn 1 phút. Miếng Hàn Quốc sợi nó to hơn miếng của Việt Nam với miếng của Malaysia. Một bình này là nó có nửa tiếng tiền, mua một bịch này là 9 đồng nha mọi người, 9 đồng tiền Malaysia, quy ra tiền Việt là 45 ngàn. 45 ngàn. Để đây cho nó chín. Sau xong bây giờ cho là gì? Mình sẽ cho ra gì nha. Để một hồi mình sẽ trộn miếng. Miếng chính bây giờ mình dớt ra rồi. Giờ cho nó đang còn nóng, cho dầu mè. Đường. Nước tương. Tương 2 muỗng. Trộn, trộn đều lại. Trộn đều lên. Giờ cho trứng vào. Cải thảo. Tôm, cà rốt, trộn đều, rồi cho tiêu. Thì cho mỗi người muốn ăn tiêu nhiều hay tiêu ít. Tôm. Đó.
Xong rồi nha, có thể dùng rồi. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người lần sau.